À, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của Điền nha Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Vị trí em Điền đang đứng ở đây thì rất là gần trung tâm huyện anh chị, cũng như là thị trấn Phước Bửu Thì hướng này mình đi ra thị trấn Phước Bửu khoảng đâu đó là một cây số thôi là ra trung tâm rồi Đường này đi thông ra đó luôn, nói chung là xã Phước Thuận mình vị trí đây là đang giáp lại thị trấn Phước Bửu nha đó Đi ra đường này thì mình có thể gặp bến xe nè đó. À, giáo sứ Hòa Phước nè. Đó vân vân, nói chung là những quán xá hải sản này kia, nhà hàng đồn ra này kia là đi ra khoảng đâu đó một cây số thôi là có đầy đủ anh chị ha. Thị trấn thì khỏi nói rồi, về vấn đề mà à, công viên công cộng rồi à, những cái thứ tiện ích tiện nghi đó, này kia này kia trường học đó này kia đó à, đầy đủ nha. khoảng một cây số thôi. Đó. Và hướng ngược lại đây mình đi ra quốc lộ lâm cũng tầm một cây số anh chị. Đó. Mình đứng đây có thể nhìn thấy quốc lộ 5 luôn đó. À, hiện tại đường mình thì đường nhựa rộng khoảng là hơn 8 m anh chị ha. Có đường kẻ vạch làng đường hai 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 chiều hoàng ha. À, đi hướng này thì ra ngay chỗ mà nhà hàng Kim Hương anh chị. Nếu mà cô chú chị nào mà hay về xuyên Mộc á sẽ thấy một cái nhà hàng hải sản rất là lớn. Đó là nhà hàng hải sản Kim Hương. Đó, đi ra đây là chút xíu là ra gặp luôn. Đó, nói chung là đường mình là thông thương hết ha là cái vị trí đây mà đi xuống biển hồ tràm đó đó khoảng khoảng là bảy tám cây anh chị 7 đến 8 cây thôi là xuống biển hồ tràm xuống 7-8 công cộng luôn nha chị đó mình ra đây mình gặp đường xuyên phước cơ mình rẽ phải xuống ha đi một mạch là thẳng xuống biển hồ tràm luôn đó đây nè em điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản à, bất động sản này hiện tại đang là kinh doanh à, được là là kinh doanh đang làm kinh doanh home tây đó à, tổng diện tích em đi sẽ nói trước là, là, tổng diện tích của mình là ngang 16 mét mặt tiền đường nhựa này ha đó và gia chủ mình có trừa một chút xíu vỉa hè luôn đó trừa cho nó rộng sân vườn nhà mình rộng phía trước nhà mình ha thì à, chiều sâu vào trong là 43 mét đó gia chủ mình trừa khoảng đâu là 2 mét 3 mét anh chị đó. đây, phía trước mình thì có cổng ra hầu ha nói chung là hiện tại đất mình thì đã hoàn công đầy đủ rồi đó à, hiện tại bất động sản mình thì đang có 100 thổ cư anh chị nếu mình có nhu cầu lên thêm thì cũng được đó. lên hết đất luôn cũng được ha giá thì giá thuế khoảng là hai triệu bảy một mét vuông à, thì hiện tại bất động sản mình đang có quy hoạch là đức ở đô thị ha đức ở đô thị thì tương lai xã phước thuận sẽ lên thị trấn anh chị và ở gần đây sẽ có những con đường à, bắn bắn đi à, được tránh được tránh bắn qua bên à, gò cát anh chị bên à, phía đất đỏ lắng dài rồi đó nó sẽ bắn phía sau lưng đất mình đây nè đó là tương lai à, giao thông sẽ thuận tiện cho cô chú chị mình từ sài gòn di chuyển về đây hơn à, thì à, cô chú chị mà di chuyển sài gòn về đây khoảng 2 tiếng rưỡi rồi, đi cao tốc à, nếu mà những con đường đó mở ra thì mình sẽ đi nhanh hơn nữa ha thì gia chủ mình làm cái homestay này mô hình nghỉ dưỡng kinh doanh này á, thì theo phong cách là nhật bản ha đó phòng ốc riêng đây thì gia chủ mình muốn kín đáo nên là xây tường rào rất là kín không có khe gió luôn đó cửa cổng thì cũng làm kính luôn ha nói chung là những người ngoài thì không có thể nào dòm ngó vào bên trong được nên là cũng tiện cho mình nếu mà khách hàng mà thuê á, thuê ở lại nghỉ dưỡng này kia thì cũng chơi vui chơi thoải mái cũng rất là riêng tư à. thì cái cổng này thì mình xe 16 chỗ thì vào vô tư anh chị ha đậu đậu thì khoảng đâu đó hai chiếc ô tô luôn và còn rộng rãi đầu hai chiếc thì còn rộng rãi luôn ha bên này là nhà xe máy nhà để xe máy có hơi bơi luôn đây có hơi bơi nhỏ nhỏ nói chung là người lớn tắm cũng được ha không phải là hồ bơi con nít đâu nhưng mà hơi nhỏ thôi hồ bơi này nó tiện ích trong khuôn viên của mình là có hồ bơi, sông hơi đồ các kiểu có hết luôn ha bên này à, bố trí những cây cảnh và cây ăn trái bên cây sầu cây xoài đó có cây xích đu hết đây ha rất là lý tưởng luôn nằm phía trước dưới bóng mát của cây xoài đó. Đó. nói chung là gia chủ của mình bố trí cái, cái cây cảnh thì nó không có nhiều nó đơn giản nhưng mà nó đẹp anh chị à. và ở giữa đây mình có cái đường đi thay vì đường luồng bên hông nhưng mà gia chủ mình bỏ phía trước đường luồng phía trước và hai bên là những phòng ốc phòng ngủ là toilet và này kia đó nói chung là kiểu hôm tay phòng riêng biệt anh chị à. thì uh, gia chủ mình thì hiện tại vẫn đang là kinh doanh thì uh, uh, đa số là kinh doanh cho khách du lịch anh chị thuê nguyên căn hoặc là thuê từng phòng riêng đó thì thuê nguyên căn này gia chủ mình cũng có nói là nếu mà thuê nguyên căn một đêm á thì hết căn này thì 3 triệu anh chị đó. full luôn đầy đủ đồ luôn ha đó. nói chung là giống như anh chị ở một cái sạn khách sạn vậy đó không thiếu bất cứ gì hết ha đó. thì gia chủ mình cũng đang kêu bán luôn ha đang kêu bán là tổng bất động sản này là gần 700 trăm mét vuông gần 700 trăm mét vuông và đang rao bán là 7 tỷ có thương lượng nha đó. hiện tại gia chủ mình đang vay ngân hàng là 4 tỷ rưỡi rồi anh chị đó. thì à, bên này có nè à, em đi sẽ qua bên này trước bên này à, có một cái phòng ngủ phòng ngủ riêng ha phong cách là giường sàn giường à, giường à, không có chân ở giường sàn đó. đó chỗ này thì chắc là ba người nằm đủ ha ba người nếu mà rộng rãi thì hai người nằm là vừa đẹp đó. không gian bàn để đồ À, đồ vật cá nhân, rồi tủ lạnh tủ lạnh riêng. bên này thì à, cái kệ để mà bỏ chăn gối hoặc là bỏ vali vẫn được. trong này có mỗi phòng thì đều có một tô lát riêng nha. đó bên này này, tô lat, à, bồn rửa mặt à, rất là đẹp. là bên này có không gian à, à, phòng tắm mở, à, có rèm kéo ha. trong này bố ký kiểu cây cây này cây khô thôi. À hay là những cái nhựa giả lá này đó. Kiểu giống như từ tựa cây tùng đó chị ha Kiểu phong cách cây tùng đó. đó Có gương Gương điện đó. Đây là một phòng ha đó. Đây là một phòng Rồi Còn à, bên này thì à, Có thể để đồ ảo quần này kia Rồi trang điểm này kia Gương trang điểm này kia ha để này Nói chung là đầy đủ tiện ích rồi Có máy lạnh riêng luôn Rồi đây là một phòng Còn bên này một phòng nữa ha Nói chung là như bốn phòng anh chị bốn năm phòng gì đó bốn năm phòng ngủ gì đó đây bên này một phòng nữa thì bố trí cũng tương tự bên kia ha đó, em đi quay sơ thôi nói chung là tương tự bên kia không khác gì hết đó. bên này cũng vậy đó. là hai phòng rồi đó lối cây xanh ở giữa rất là đẹp à. còn bên này là phòng khách ha đây bên này là phòng khách à, tv rồi loa âm thanh đầy đủ à, có thể mình à, ngồi ở đây trò chuyện hoặc là mình ăn à, trái cây này kia đó mình có thể à, ngồi uống nhâm nhi cũng được à. đây làm phòng khách à, rất là rộng rất là thoải mái rồi, rồi qua bên này là phòng bếp hả trước thì anh Phạm Hữu Dư thì cũng có đã quay cái bún xả này rồi nhưng mà lúc đó thì gia chủ mình chưa có kẹt lắm thì rau giá cũng là giá thị trường thôi đó, bây giờ ảnh kẹt rồi xuống dường như là nửa giá chị nửa giá nó và có thương lượng nữa gì phòng bếp mình thì có tủ lạnh rất là lớn tủ lạnh hai cửa bồn rửa tay rửa chén ha rồi bên này không gian để gia vị bếp điện Đó. nói chung là gia chủ mình bán thì để lại toàn bộ anh chị kệ để giáp rồi trong này trong này là gì đây em cũng chưa mở ra nói mà trong này thì Đó, trong này thì kiểu là kho thôi kiểu một cái ngắt cái ngách nhỏ để mà kho để những cái thứ vật dụng linh tinh nồi cơm điện này kia ha ở bằng ủi quạt này kia ở trong một ngắt. Rồi tiếp tới là nãy giờ là có hai phòng ngủ đó anh chị em em quay được hai phòng ngủ rồi đó, một phòng khách, một bếp, à, không gian bếp và khách, phòng khách là ở giữa. Rồi tiếp tới đây là hai phòng ngủ nữa anh chị ha, đó, hai phòng ngủ bên này cũng vậy. Nói chung là cách bố trí bốn phòng ngủ như nhau ha, à, bên này cũng vậy và đằng sau đây cũng vậy ha, đó, bố trí như nhau. Đó. Em điền sẽ lui phía sau, đây là không gian sân sau anh chị ha. À, mình có thể là vui chơi phía sau này hoặc là à, phơi áo quần này kia đó à, ở phía sau này rồi cái phía nhà dãy nhà sau đây thì à, à, toilet riêng ngoài trịch ngoài và phòng sông hơi này kia anh chị ha hiện tại thì à, chỗ này là không gian à, giặt đồ à, hai máy giặt đó. hai máy giặt và đồ dụng cụ linh tinh đó ha đó, để kho kiểu giống như là kho rồi đó dường như là kho rồi có mấy ủi luôn à. rồi bên này thì uh, uh, toilet đây bên này uh, bên đây thì toilet một toilet nha bên này nữa là một toilet nữa là hai toilet ngoài rồi này đó, hai toilet phía ngoài rồi À, 4 phòng ngủ, 4 toilet riêng và có hai toilet ở ngoài là anh chưa qua em kia nha, anh chưa qua kia hiện tại em đang nói ở đây là có hai toilet thôi, còn phía trong này là kho, ha à, phía đây trong này là kho, kho chứa đồ à, trước gia chủ mình là có thiết kế kiểu sông hơi nữa nhưng mà chưa chưa lắp đặt chưa thi công à, thì dự tính thôi, đây có một phòng ngủ nữa ha, phòng ngủ nhỏ nói chung là chỉ là không gian ngủ thôi. À chứ không có toilet riêng không có tiện ích kia ha rồi còn bên này thì một phòng ngủ nữa ha bên này cũng giống bên kia nói chung là không gian phòng ngủ thôi đó là tổng cộng là mình có là 6 phòng ngủ anh chị bốn phòng ngủ là có tiện ích riêng à, còn hai phòng ngủ thì hai phòng ngủ đơn đó, bên này hai 2... phòng ngủ đôi ở đơn chứ đơn hai phòng bên này túi riêng ở bên ngoài này đó. vị trí thì được gọi là gần như là trung tâm rồi đó. thì anh thấy điền thấy thì cái khu vực này giá này là được gọi là tương đối là rẻ đó anh chị chỉ không mắc đâu ha à, nói chung là mỗi người mỗi ý kiến và mỗi người một cái phong cách xây dựng khác nhau nên là mình không có thể là nói được đó. mình có thể mình xem mình tham khảo rồi có thể mình à, xây dựng mình có thể là tích lũy kinh nghiệm từ người này sang cho mình và mình có thể là xây dựng cho mình một cái hoàn thiện hơn đó. rồi em đi sẽ báo lại giá lại một lần nữa giá cho tổng bất động sản mình là 16 10, 16 m sau 43 tổng diện tích là gần 700 mét vuông đó giá bán là 7 tỷ có thương lượng anh chị rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em điền nha em điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế cái bất động sản này rồi em điền cũng xin được cảm ơn cô chính chị đã xem hết video của em điền và em điền sẽ có để những cái đường link mà những lô đất rẻ để đầu tư đó thì anh chị có chú chị có thể là xem tham khảo phía phần mô tả của em điền ha rồi em điền xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau của em điền nha xin chào